Chào buổi sáng mọi người. Chào mừng mọi người đến với gian bếp của gia đình nhà mình. Ngày vào bếp hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn khá là phổ biến. Mình cũng thường hay nấu cho gia đình mình ăn. Đó là món cơm rang thập cẩm. Các bạn hãy cùng theo dõi xem hôm nay mình nấu được như thế nào nhé. Mình giới thiệu với các bạn nguyên liệu để làm món cơm rang thập cẩm. Không thể thiếu được đó là cơm. Thì cơm theo mình thì các bạn nên chọn cơm các bạn nấu đừng quá nhã các bạn. Cơm khô một chút cho hạt rời ra thì nấu nó sẽ sống một bán hơn. Tiếp theo đó là ngô, một bắp, cà rốt thì mình lấy một củ. Và tiếp theo là đậu cu ve một ít, ba xúc xích. Cùng với đó không thể thiếu được là những gia vị phục vụ cho nấu nướng, đó là dầu ăn, bột nêm, muối, nước mắm và cuối cùng là bao quả trứng. Nguyên liệu cơ bản đã đầy đủ, chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành nấu nướng thôi. Đầu tiên thì mình sẽ kiếm một cái thớt, mình dao để mình thái nhỏ những nguyên liệu này ra các bạn ạ. Đầu tiên là thái đậu. Các bạn thái nhỏ thôi nhé. Công đoạn tiếp theo khá là quan trọng các bạn ạ. Đó là mình sẽ đập bao quả trứng này, lấy lông đỏ và trộn vào cơm. Để cơm vàng được như ngoài quán mà mình hay ăn ấy, là mình phải trộn trứng vào cơm các bạn ạ. Đây các bạn đập ra, các bạn lấy cái thìa múc lông đỏ sang bên thôi. Cơm. Đó, các bạn làm được như thế. Sau đó thì mình sẽ đảo đều cái hỗn hợp vào đây các bạn ạ. Đây là cơm rồi. Cái trứng. Đây là những thành phẩm sau khi mình sơ chế các bạn ạ. Khá là ok rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái chảo và mình tiến hành nấu nướng thôi. Bật bếp lên và nấu thôi. Các bạn cố gắng lấy cái chảo to nhất trong nhà mình có thể và chảo chống dính cho thật càng tốt các bạn ạ, để cơm không bị dính vào chảo và diện tích tiếp xúc càng lớn thì cơm sẽ chín đều các bạn ạ. Sau đó mình cho dầu vào. Các bạn cho dầu cũng nhiều một chút, mình không nhiều quá như mình xào, nên mình cũng cho khá là nhiều tương đối bởi vì rất nhiều nguyên liệu. Mỡ đã nóng rồi các bạn, mình sẽ cho đầu tiên cho cơm vào. Các bạn cứ rang như thế này cho đến khi các bạn cảm nhận được cơm đã xe lại và trứng nữa bắt đầu chín thì chúng ta mới bắt đầu bỏ những nguyên liệu còn lại vào các bạn ạ. Bí quyết thành công của món này thì theo mình đó là các hạt cơm các bạn phải rời nhau ra, đó là các bạn nấu cơm đừng quá nhã, khô một chút thì sẽ rất là giống ngoài quán.
Nhưng thông thường làm món này thường mình sẽ tận dụng cơm nguội các bạn. Rồi các bạn cho to lửa nữa, lửa rất là to và đảo đều tay. Các bạn cảm nhận cơm xe lại rồi, trứng đã chín hết mùi tanh rồi, thì chúng ta bắt đầu cho những nguyên liệu khác vào các bạn. Ngô, rất là nhiều màu sắc phải không các bạn, rất là ngon luôn, xanh đỏ tím vàng có hết. Món này thì các bé là mình rất là thích ăn, cả bản thân mình cũng thích ăn nữa, rất là đủ chất, đủ dinh dưỡng, có cả rau, có cả thịt, cả tinh bột và rất nhiều màu sắc nên các bạn nhỏ rất thích. Các bạn cứ đảo đều tay cho mình nhé. Ngoài quán ấy, các bạn đi ra các bạn ăn cơm phở, các bạn thấy họ còn có cả cái máy cơ để họ đánh cho đều cơm. Cái này thì khá là mỏi tay các bạn, thì nếu mình không đảo đều thì nó sẽ bị cháy. Rồi gần được rồi các bạn, mình sẽ cho gia vị vào. Mình rất thích ăn cơm hay là ăn thịt nước mắm, mình rất hợp. Sau đó mình đảo đều lên. Rồi ok, cơm được rồi đấy các bạn. Theo kinh nghiệm mình là khá là ok rồi, mình nếm một chút nhé, xem là độ vừa thế nào, có thể còn cho thêm gia vị không. Rất là ngon các bạn, vừa rồi. Mình sẽ tắt bếp và lấy một cái đĩa, cho ra đĩa rồi thưởng thức thôi. Đây là thành quả trong ngày hôm nay vào bếp của mình các bạn ạ. Mình đã có một đĩa cơm rang trông rất là ngon, đẹp và sặc sỡ. Mình mời các bạn ăn thử nhé. Tuyệt vời luôn các bạn ạ. Rất là ngon, phải nói là siêu ngon các bạn. Nếu một ngày nào đó các bạn vào bếp nấu cho gia đình nhà mình món cơm rang thì thử làm theo cách mà mình vừa chia sẻ xem như thế nào nhé. Rồi comment dưới phần bình luận, chia sẻ những kinh nghiệm nấu nướng để chúng ta học hỏi lẫn nhau, để gia đình chúng ta có được những bữa ăn ngon hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người, mình là Linh. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm những clip mình đang mỗi tuần nhé.